โอ้มึกมึกmới kéo lưới sóng lên thì bây giờ đang còn xúc ghẻ lên để chặt cho thu mùa. Tám lặt lưới rồi thì được mơ hơi im ghẻ. Ghẻ đây có nơi khoảng 5-7 làng. Đó là ghẻ to cả rồi. Ghẻ lại có 200.000 đồng một cân. Quá rẻ. Ủa, có cả cà mú mà. Ở dưới này là ba im mực, mực sống chuẩn bị để nhập. Tàu thu mùa đó đang ngồi chờ xúc ghẻ với mực lấy để chạy cặp lại. Có một đùi sám này mở xuống ướp, gửi bây giờ thì lấy lên để bán. Một đồ xóm cấy. Sáng mình ngủ đóng nhá các bạn ơi. Mình bỏ vào đá lạnh cho hắn thì đang tê liệt. Đấy là một đôi hai vợ chồng. Đấy có sam đực, có sam cái. Không cù ba này, à có nóc cù ba, con này phải một cân. Quăng ốc xuống để về nhà bán. Đang còn mai sám nữa cơ. Đấy là nghe rồi sám nhá. Tàu thu mùa bắt đầu chạy vào để cặp đây. Đấy ô lỗ. Tàu le mé không được. Không có tí điện mô tơi. Không lực quá thôi. Và xuông xuông thu mua mà những cái xuông luôn. Nghe gì đây quả ông chúng thu mua thì bồ lốp là lốp đi chơi nhờ. Thôi có lô lấy lô ở bên thôi em. Đây.
Mà đá khỏe không? Sao? Là cờ mũ mấy là bật sao? Đó, mấy là anh sao? Cầm mũ ấy. Cầm mũ hay lắm. Gãy đó tôi gãy tới mà không phải lừa mô à. Có thùng người ăn lâu ngày ông lấy ông cắt ba và đánh cơ với ông sáu rồi đi là các bác lại đấy đi đi rồi sáu một sáu ép một đội đi với nhậu ốm nhậu từ từ ô mực mực đó quá đi vô nhà quá lưng túng coi em quả quả không có mực cóc luôn cóc chứ ai mà cóc có mấy quả nó xuống đối quả đích đi quay trở lại kính kìa. Rồi mà nước sắn biển đâu? Thấy rồi. Đây rồi. Đi. cuối cuối thế liên có được không mà để anh cuối thử xem. Một cân, một cân được thôi thì một cân. Bà quá mực bố mới nhảy, chờ cháu qua đi, có nó lắm đáng á bà ta. Một quả là cứng có thể đó. Còn giấu rồi. Cầm mũ đó, cầm mũ đó, cầm đi. Đây, cầm 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 đây, cầ
nhiêu đây một cân? Một cân, một cân, một cân. Có mắc mà đi lừa lừa rồi quắng bê bê tù luộc cho nhánh lùa. Ờ. Cấn gậy vào, cấn vào cái sông nhỏ thôi. Có cái cấn mô quả cho nhánh như. Ủa lố mà cứ quả. Cái lắm là cái cấn. Cấn. Bảy mươi chưa cân bắt đầu nhập là sóng cho các bạn.